Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Hôm nay là ngày 28 âm rồi. Ngày mai là ngày 29. Thì vị chi là cửa hàng em còn lì xì Tết 2 hôm nữa là hết. Đấy, tức là ngày mai là ngày cuối rồi. Đấy thì bác nào mà chưa mua điều hòa được nhà em hoặc là đang trong tình trạng mà cân đối thì các bác cứ alo cho em. Bởi vì hết ngày mai là nhà em sẽ quay lại giá như ban đầu. Thì các bác cứ nhìn thấy điều hòa gần như là hết liên tục luôn, không gần như là không hề có những cái máy nào ế luôn. Đấy, trừ những cái máy đầu to này là em cũng chưa lên video chi tiết luôn. Thực ra là cũng chưa có báo giá luôn. Cho nên là thứ nhất là bây giờ nó cũng đang đầu năm, cho nên là giá cả thì điều hòa nó cũng đang lên rất là nhiều. Gần như là em để cho bác khách quen, rồi những bác khách mà mua số lượng lớn, có bác số nhà em lấy 5-7 chiếc ấy, thì gần như là các bác ủng hộ nhà em rất là đông. Đấy thì bác nào đang quan tâm đến điều hòa và cần tư vấn những dòng điều hòa gì thì ca alo cho em. Ở nhà em Lâm thì cam kết với bác là 100% là hàng đấu và hàng cửa tiệm. Và một lát nữa em sẽ cho các bác biết thế nào là hàng cửa tiệm và hàng đấu. Một cái video này nó còn chi tiết hơn là tất cả những video em quay ra. Thì em đã bảo các bác đấy, hàng đấu và hàng cửa tiệm nó khác nhau ở cái gì, và hàng mua chọn nó khác nhau gì. Hàng mua chọn là những cái hàng mà nó về đến cam trong một cái lô máy đấy, người ta mua một lô đấy có tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi một cái lô đấy. Thì trong những cái lô đấy nó sẽ có những con VIP và những con đời cao. Nhưng các bác phải hiểu là những cái con VIP và những con đời cao ấy thì không bao giờ nằm trong lô đâu. Thì thực ra ở bên Nhật người ta đã lọc máy rồi, người ta đã lọc máy con nào đẹp người ta thăm từ bên trong đến bên ngoài rồi. Đấy, con nào đẹp thì người ta mới lấy và người ta lấy lại người ta bán. Còn những con nào nó xấu hoặc là bị lối này lối kia ấy, thì người ta tống vào cái lô đấy. Đấy, để cho bán lô thì những người nào người ta mua những cái lô 4-50 con ấy, nó lô cam cộm ấy, thì người ta về chắp vá, người ta dọn dẹp và người ta chỉnh sửa, người ta bán được các bác. Đấy là các bác hình dung là như vậy nhá, chứ không phải là hàng đấu và hàng cửa tiệm này nhìn thì nó giống nhau và hàng lô thì nó nhìn thấy nhau, nhưng nó khác nhau. Một con chất hàng đẹp các bác nhìn đấy, đây nó có thể phủ bụi như thế nào đây, có nhìn này, nó phủ bụi này, nó phủ bụi này, có nhìn này. Nhưng cái chất đẹp của nó bao giờ nó cũng đẹp, nó không bị dại máy, nhìn nó không bị dại máy. Và những người Mông ấy, người ta làm cái máy là người ta rất là cẩn thận, không là nó bị lộ chứ. Đấy, cho nên là những xem ở trên video thì các bác không thể định hình cái máy nó đẹp như thế nào được. Và đặc biệt bây giờ thì rất nhiều anh em vì lợi nhuận kinh doanh thì người ta có thể làm tất cả luôn để kiếm lại lượng lợi nhuận kinh doanh. Đây là trong buôn bán là như vậy. Thế là tại sao ở cửa hàng nhà em buôn bán số lượng lớn này lên này, em dám cam kết các bác ở nhà em các bác không mua được máy thì em đảm bảo các bác cũng không vào đi máy. Bởi vì một số cửa hàng lớn bây giờ nằm ở vị trí Hà Nội như Sài Gòn mà bản thân người ta bây giờ còn chưa về điều hòa vì có rất nhiều lý do người ta chưa về được. Thứ nhất là lượng máy ở bên Nhật nó rất là ít, và thứ hai là gần như là em bao bằng hết ở bên đấy, gần như là máy không hề ra đến bên ngoài luôn, mà có ra thì ra rất nhỏ giọt luôn. Và nếu như người ta mua nhỏ giọt thì người ta phải mua cao hơn em. Không có lý do nào em mua hàng trăm con máy mà rẻ hơn các bố ấy mua 1-2 con. Và các bác phải lưu ý ấy, đã là đi buôn hàng đấu và hàng lô này bắt buộc trong nhà là phải rất là nhiều máy, chứ không bao giờ một ông mới đấu một con máy ở bên Nhật xong ông đi máy bay về Việt Nam được. Các bác phải hình dung là như vậy nhá. Một con máy này nó ví dụ như một con này chẳng hạn, đây em cứ giải thích cho các bác. Một con máy ở đầu 36 con bé tí này chẳng hạn, thì con này cả mặt lạnh và cùng nóng nó nặng khoảng tầm 40 cân. Mà các bác biết là vận chuyển máy bay thì nó phải có đầy đủ thủ tục giấy tờ. Thủ tục bây giờ là gì? Làm về lộp thuế này này, lộp thuế tại Nhật này. Đấy, khi về đến Việt Nam là các bác phải ra cái chỗ đăng ký nhập này. Đấy, nếu như ông nào xách tay mà quan hệ được trong đường bay thì người ta xách tay cái nào ông cũng biết. Nhưng kiểu gì ở bên Nhật bắt buộc người ta phải lộp thuế. Đấy, không thể trốn thuế được, nên không thể là vất cái máy bay được. Đấy, còn những bác mấy bác bỏ hàng đấu xong đi đường tàu về, không có anh em mà là người ta đóng cái công hàng tiền tỷ, xong người ta cho cái ông ghép một bộ hai bộ điều hòa vào để công về ông bán. Không bao giờ có câu chuyện đấy, nên em đảm bảo các bác luôn, không bao giờ có câu chuyện đấy được. Đấy, như em buôn hàng cửa tiệm này, lúc em về nó phải hàng trăm con, hàng 50 chiếc, chứ không bao giờ có câu chuyện mà người ta đi ghép cả một cái công to đấy xong để không đút một hai bộ điều hòa vào, là không có câu chuyện đấy. Cho nên là dĩ nhiên là sẽ có những cái con hàng lô đẹp, bởi vì nó ở bên em là bãi rác thì nó rất là nhiều, nhưng có thằng con có con xong rồi về thì có máy đẹp thì các bố ấy bốc phét lên là hàng đấu. Mấy hàng cửa tiệm không phải đâu, nên em là bảo các bác ấy, hàng cửa tiệm là gì, là có phải má số thuế này. Hàng đấu là gì, là cái chất máy nó phải đẹp này, nhìn nó khôn lắm, nó không dại này, có nhìn này, bụi này, nó chất như thế này nhá, coi camera chất này, coi này, có cái nhìn này, bụi này là nó như thế này. Nhưng không bao giờ cái chất máy nó dại, nhìn bao giờ nó cũng có độ bóng, đèn dọi bao giờ có độ bóng, nó không bị dại, tức là nó không bị dại cái mắt đấy. Để có hình dung là vậy, thế là một cái chất máy đẹp. Và các bác đi mua thì cũng lên tìm cửa hàng. Nhiều anh em thì thấy anh em bán hàng rồi thì bắt bẻ những cái video. Đây ví dụ như cái con này chẳng hạn, ví dụ như cái con khiển Daikin này chẳng hạn, khiển đời cao mới này chẳng hạn,
Thì cái khiển này nó ăn được tất cả cái con điều hòa Mitsu này. Nó ăn hết, ăn được máy quản hay là máy vip nó ăn được hết khiển. Thì trong này nó có một chức năng là chức năng chỉnh ấm ở chế độ lạnh. Đấy, thì em có bảo là con này, đây bật lạnh này. Thì con này có thể chỉnh ấm, chỉnh ấm là gì? Đấy, chỉnh ấm là gì? Thì nhiều bác bắt bẻ bảo là con này nó cân bằng lượng ấm. Cái cân bằng lượng ấm hay là chỉnh độ ấm thì nó chỉ là cái câu chuyện để nói và nó chỉ là cái câu ngôn ngữ muốn người hiểu theo một cách thôi. Chứ không phải là xem cái câu này để bắt bẻ. Thế em hỏi các bác thì đây là chỉnh 70 độ ấm. Thế ví thử là để 40 độ đây, thế không là chỉnh độ ấm. Thế không là cân bằng, thế không là là bù ấm giữ ấm. Ví thử lên chỉnh lên 70 này đúng không? Thì dĩ nhiên là nó phải giữ ấm ở trong máy chứ. Nhiều bác hỏi em là thế nó giữ ấm ở đâu thì ở trong nó có một khe nước. Thì nó sẽ cân bằng, tức là khi mà nó cảm giác ở trong phòng nó thiếu ấm thì máy như ví dụ như con Mitsu chẳng hạn, nó sẽ ngắt máy đi và nó bật sang chế độ lắm một chút để nó để cho nó làm hơi nước này nó bốc hơi ra ngoài cái mặt lạnh này. Thì đấy người ta gọi là chỉnh ấm. Chỉnh ấm cũng được mà giữ cân bằng ấm. Lôm la thì nó cũng là điều chỉnh nhiệt độ ấm thôi, không phải bắt bẻ câu chữ gì cả. Nhiều bác thì thấy em bán trong con điều hòa về bốc phép. Và có bác bảo em thì không thích bắt bẻ hay là bóc tên một ai lên Facebook có gì thì em bán nào. Không bao giờ em nói xấu một ai hay một cửa hàng nào, không bao giờ nói tên luôn. Đấy, nhưng mà tốt nhất là cũng đừng nên động chạm với bọn em gì. Bởi vì là những anh em ở buôn hàng máy bái có máu mặt ở đất Hà Nội hoặc là các thành phố lớn thì gần như anh em người ta biết đến em. Bởi vì em làm từ những năm 2013 thì gần như là anh em thợ ở miền Bắc này, không anh em nào không lấy hàng của em. Nếu như bây giờ buôn lớn, gần như lấy hàng em 100%, anh em người ta còn không nói. Thì những anh em mà đi buôn nhẹ một hai bộ cũng đừng phải, không phải lo đâu. Không bán được hôm nay thì ngày mai bán được, nhưng đừng nên nói xấu người khác. Bởi vì ấy, các bác phải hình dung này, chẳng nhẽ em lại bóc những cái Facebook kêu em bán hàng lên, bán lừa người ta trên Facebook, người ta bóc cả lên Facebook, xong rồi đi mua hàng mấy con hàng lô nó vàng nó xấu, xong rồi về nhà bán nó khách nó bị vàng lại, khách nó mang máy lên nhà trả, xong rồi đi bóc phốt cả cái ông bán lên trên Facebook, nên là nó thành một cái tập xấu. Tốt đẹp hay không cứ để các bác khách hàng người ta đánh giá. Đây quay vào bên trong này, đây các bác nhìn đấy, đây đợt lâu năm ngoái một bác khách ở Quảng Ninh, bác buông con đầu 90, bác mua giá 30 triệu, em bảo bác là không phải đầu 90 thì bác bảo là thật mấy chú. Thế bác nhìn nhé, con đầu 90 nó khác hoàn toàn nhé. Đây con đầu 71 bác nhìn này, riêng con đầu 90 đấy là nó sẽ cao hơn cái con thường, nó sẽ cao hơn con 71 bình thường đấy, và nó thêm một cái tay sách ở đây. Đấy là gọi đầu 90, đây con đầu 90 này đấy. Bác nào mà mua được con này, bác bảo là ở trên Hà Nội, em không thèm nhắc tên không làm gì nhá, bác bảo anh Hà Nội anh bán con này là giá là 30 triệu bao lắp đặt, mang xuống em Lâm giá 32 triệu không phải lắp đặt, mà chuẩn chỉ em Lâm cho người vào tận cửa hàng lấy đúng đầu 90 như này, em Lâm giá 32 triệu không phải quay video bán cho ai làm gì cả. Có bao nhiêu con mua đấy, kể cả cũng có 100 con em Lâm đủ mua, đủ tiền giá 100 con đấy. Cho nên là các bác mua phải đặc biệt đến những con máy này, anh em người ta đóng công suất kinh khủng khiếp luôn. Đây nhá, đây có con 56 này, 63 này và 71 này, ba con này các bác nhìn không thể phát hiện đâu là con 56, đâu là con 63, đâu là con 71 được, bởi vì cục nóng nó to như nhau. Các bác nhìn đấy, cục nóng nó to như nhau luôn, cho nên thì không thể phát hiện được đấy. Chỉ có là phải là thợ chuyên ngành lâu năm thì sẽ phát hiện được đấy, còn không bình thường là không thể phát hiện được luôn đấy. Và nhiều anh em bán hôm trước có bác khách của em là Hà Nội bán một con đầu 63 tên lửa như này, bán giá 24 triệu không phải lắp cho khách làm gì, không phải bao đạn gì cả, mà xuống em lâm giá 26 triệu, cần gì phải thuê đấy. Còn cái tiền công người ta bao lắp đạn đấy, em cho bác đi luôn, em gửi thêm bác 1 triệu bán lại cho em, nếu mua 24 triệu bao đạn em mua hẳn 25 triệu mà không cần phải lắp đặt, chuẩn chỉ đúng hàng đấu em, chuẩn đúng công suất cho em đầu 63 em mua hết luôn. Bởi vì hiện tại con đầu 71 và con đầu 63 này em mua ở bên Nhật là giá bằng tiền nhau, tính cước về đây là 27 triệu, tính cước về đây 27 triệu, mà tiền phải bỏ ra 2-3 tháng mới có máy. Và các bác nhìn này, kể cả những con hàng đấu, kể cả nó có giấy tờ này, đầy đủ luôn. Đấy, đây là hàng đấu nhá, không có mã số thuế đâu nhá, đây là hàng đấu mua lựa này. Đấy, đây có cả những con nó còn giấy tờ luôn, nó còn chưa dùng này, như con Toshiba đời 2021 này, đây nó còn nguyên giấy tờ này. Đấy, nó còn nguyên giấy tờ sổ sách này. Đấy, chuẩn đầu chuẩn đít luôn. Đấy, cả tem cả khiến người ta còn chưa vào máy. Đấy, để nói như vậy để các bác hình dung được cái sức cạnh tranh hàng hóa trên thị trường nó rất là lớn. Nên là tại sao bọn em luôn bán rẻ và luôn bị anh em người ta ghét bỏ vậy? Vì là bọn em ở quê này, thứ nhất là bọn em không phải buôn chung ai, không phải thuê mặt bằng, cho nên là không phải chi phí phát sinh cái gì, mà bọn em còn không bán được cho các bác thì các bác không bao giờ mua được ở đâu luôn.
đấy. Cho nên là tại sao những bác ở Hà Nội bác về những em bác bảo là xem trên video chúng nó quay rồi chị, đến cửa hàng máy nó xấu, nhìn nó dại lắm. Thế là tại sao có bác Hà Nội hôm trước bác quay ấy, không bác không biết giá, bác không biết vào bình luận kênh nhé, bác xuống nhà mua ba cái máy, bác chỉ biết là ui tao đi khắp đất Hà Nội rồi, tao không thấy cái máy nào nó đẹp được như máy nhà mày, mà tao cũng không thấy được là làm cái máy nào nó chất được như thế này luôn. Đấy, người ta nhìn thấy người mua người ta còn quảng cáo như vậy, thì nên là tại sao nhà em không đông khách. Đấy các bác nhìn, máy bán dập trời luôn. Đấy, nguyên cái hàng điều hòa bên trong này ấy là mặt lạnh nó chưa về hết được. Đấy, bác nào mà đã cọc tiền nhà em rồi thì cứ bình tĩnh nhá, vì là mặt lạnh nó chưa về hết được. Bởi vì là xe cứ một tuần nó về một lần thì có thể lùi lại 3 4 hôm nữa thì nó mới về lốt, thì mới có máy ra bác, vì máy to nó cho về trước hết rồi. Đấy, máy con thì những con đầu 28 này 22 nó chưa về, nó mới về được cùng lóng, thì các bác cứ bình tĩnh nhá. Bác nào đã cọc tiền nhà em rồi thì cứ bình tĩnh thôi. Đấy, còn bác nào mà đang cần mua điều hòa hoặc là cần tư vấn cái gì thì cái alo cho em hai số điện thoại này: 0975 360 433, dưới là 0377 99 6066. Đấy, thì hiện tại thì em còn một vài con xe đạp thôi. Thì những con xe này thì em để đây, bác nào quý mến em hoặc là muốn giao lưu thì đến nhà em chơi ngắm xe. Chứ còn cái xe đạp này thực ra em chỉ là mua và cốt là phục vụ đam mê em là chính. Mấy hai này em quay cái video con nào cũng thích thì em bán thôi, chứ thực ra cũng không có thời gian nhiều. Bác mua cái xe này, các bác bắt em chụp ảnh chi tiết từng cái một, quay video thì không xem, bác xem ấy, bắt chụp từng tí một thì thật sự em không làm được. Thì cũng rất mong các bác thông cảm nhé, không phải là kiêu căng hay là không muốn bán đâu. Thực ra các bác mua về ai chẳng muốn bán, chứ ai muốn mua về để đây làm gì cho bụi đây này. Đây là mấy chục triệu để cho nó bụi làm gì. Thực ra là rất là muốn bán, nhưng mà bảo mà chụp chi tiết từng tí một thì không chụp được. Đấy, bác nào thích mà yêu mến, thích sưu tầm những cái đồ này cứ qua này em Lâm xem mà trải nghiệm trực tiếp. Các bác cầm xe sờ xe đi thoải mái, chứ em cũng buôn thuê bán thuê cho ai đâu mà sợ. Đấy, người thật việc thật thì đấy, cho nên các bác thông cảm nhé. Còn quạt thì các bác cứ bình tĩnh nhá. Vào lắng thì em mới bán, cũng ít thôi, cũng có gần 100 triệu. Một phần là sẽ để tặng khách hàng, những bác nào mua đơn hàng trên 20 triệu nhà em thì đợt hè này em sẽ tặng quạt. Đấy, nói rõ nét là như vậy luôn. Đấy, những chiếc quạt giá trị lớn thì sẽ được giảm giá 50%. Đấy, còn những cái chiếc quạt rẻ tiền là tặng free luôn. Đấy, các bác mua hàng em sướng không? Mùa nào cũng có chương trình tri ân khách hàng ấy. Mùa đông có chương trình tri ân, mùa hè cũng có chương trình tri ân. Thế nên là tại sao lượng khách người ta đến với em đông đảo là như vậy? Mấy các bác phải hiểu này. Đây này, chỉ có những người buôn lớn như bọn em thì mới có được những cái list hàng thật như này. Đây, em cho các bác xem trực tiếp luôn. Đây, chỉ những tay to như bọn em đây. Đây là list gốc từ bên Nhật, tức là từ cái trang cửa hàng ở bên Nhật người ta bán cho bọn em. Đấy, các bác còn làm sao được nhìn những list này ở bên ngoài. Đấy, em cho các bác xem cả giá luôn mua bên đây này. Đấy, tiền yên nhá. Đấy, tiền thuế này, tiền thuế này, và cả tiền vận chuyển ra cảng nữa, nó đầy đủ hết. Đấy, tất cả các mã hàng. Đấy, mà bọn em còn không mua được rẻ. Trong nhiều bác cứ bảo là bên Nhật xin được. Đây, nó tính tiền từng con một đây, chứ có phải là mua mớ bán mán đâu ấy. Đấy, đây, con nào nó tính tiền con đấy. Đấy, bây giờ hiện tại cái đầu 22 như thế này, đấy, tính như này mà về đến cam là 8 triệu rưỡi rồi. Đấy, chưa tính về đến nhà đâu. Đấy, mà những cái con máy thường như Mitsu này nhà em bán ra nó có 9 triệu. Thì các bác bảo nó cao như này thì ai dám nhập. Đây, nít này gửi 4 năm ông tay to, chưa ông nào dám mua luôn. Đến bản thân em bây giờ xem chỉ để đấy thôi, không dám mua luôn bởi vì nó quá cao. Quên thì có cái này nữa. May mắn em lại có quả kèo mua được 6 con Mitsu mới đập hộp model tên nữa nhá. MZZW6320 thì nó giống cái này này. Đây là giống cái tên nữa phía bên trong này. Nhà nhiều máy quá. Đây là giống cái tên nữa này. Đấy. Đấy. Thì hiện tại em Lâm mua được bốn con này và hai con đầu 71. Giá giật mình cho các bác luôn. Trên 30 triệu một tí. Nếu bác nào mà xem được video này, mà xem được hết video này, xem đúng cái đoạn này mà đang tìm những dòng điều hòa đầu to, chịu chơi, chịu chi, nói chung là sách mua điều hòa dùng cả một đời người, thì alo cho em. Mitsu tên nửa đầu 63 mới phu nộp nhé. Nó như cái này này, mới phu nộp. Model này vẫn sản xuất 2023, vẫn đang sản xuất model này, chưa dừng. Và hiện tại con này thì vẫn được bảo hành bên Nhật. Đấy, chưa kích hoạt bảo hành. Đấy, bán giá hơn 3XX một tí thôi. Bác nào lấy cứ alo em. Đấy. Đấy, con điều hòa mới này thì bán nhé. Bán ông bác Hà Nội này. Đấy. Bác nào lấy thì alo em nhá. Em xin phép chào các bác nhá.